Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trên khu vực tỉnh Phú Thọ, nắng đã xuất hiện từ sớm. Càng về trưa, nhiệt độ càng tăng nhanh, nắng nóng tiếp diễn. Do đó quý vị cần hạn chế ở ngoài trời quá lâu khi nắng nóng do có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt. Dự báo từ nay đến ngày mai mùng 1 tháng 7, tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ và độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là từ 60 đến 65%. Chiều tối và đêm nhiều nơi có mưa rào và dông, cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh sau một ngày nắng nóng. Dự báo nắng nóng trên khu vực tỉnh Phú Thọ khả năng kéo dài đến ngày mùng 1 tháng 7. Còn bây giờ thì bản tin sẽ được chuyển sang phần dự báo thời tiết 3 vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ. Vùng đồi Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ. Và vùng đồng bằng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 29 đến 37 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.